Đó, cái nỗi lo của mình á, là một người Việt sinh con ra, con lai, tuy là con lai Tây nhưng bé cũng còn có cái nét của người Việt á, nên đi học thì cũng hơi sợ cả nhà, sợ bé bị ăn hiếp á, rồi bé không biết về nói cha mẹ tại vì bé chưa biết nói á, với lại hay sợ những đứa khác trêu chọc này kia nọ, tại vì con của mình á nó lai nhưng mà dòng họ gia đình bên đây là toàn là Tây hết á, nên có lần mà mình đi đám cưới của người bà con bên chồng mình đó, đi đến đám cưới thì tụi nhỏ nó có cái khu chơi của tụi nhỏ chung, rồi cũng là bà con trong gia đình này kia nọ nó chơi chung, nhưng mà có nhiều đứa thì nó không có biết rõ con của mình đó, rồi vô chơi với nhau thì nó tay với tay thì nó chơi hợp với nhau, còn mà nó thấy con của mình nó chưa biết nói, với lại nó giống người châu Á đó, nên bị dạng giống như là bị kỳ thị cả nhà, có nghĩa là nó chơi với nhau xong cái nó xù xì với nhau, nó chơi xấu, rồi mình nghe được một câu của cũng cũng là con của bên em bà con bên chồng mình đó, là nó kêu mình bằng cô bằng gì đó, rồi nó nói lại là có cái tụi kia nó chơi á, nó nói tấn công cái thằng Trung Quốc đó đi đó, mình nghe được cái câu đó đó mình cảm thấy là rất là xót mà cả nhà, rất là đau lòng luôn khi nghe được cái câu đó, thấy con mình thấy tội á, thì dù sao con mình nó cũng có cái gốc ở Bỉ, nó sinh ở Bỉ nhưng mà nó lai ở chút ở Việt Nam, nên nó cũng muốn có nhiều bạn bè để chơi á, nhưng mà bị kỳ thị như vậy, tụi nó chơi với nhau rồi tụi nó nói ra cái câu đó đó thấy tội cả nhà, nhiều khi mình muốn cho con mình chơi mà chơi với những đứa khác thì sợ nó bị ăn hiếp, nó ăn hiếp thì nó không biết chống đối lại á, tại vì nó cũng nhát với lại nó dễ bị khóc á cả nhà, và lại không biết nói, nên mọi thứ đều thấy tội lắm cả nhà, rồi sau đó đi học rồi từ từ rồi đến 4 tuổi á rồi mới nói là bé chỉ nói được 1-2 tiếng thôi chứ không nói được nhiều, nên đã có đi bác sĩ cho bé để chuyên về cho những cái bé chậm nói á, thì cũng có khám xét hết đủ mọi thứ hết, nhưng mà cuối cùng ra thì không, bé không có bị gì hết, chẳng qua là bé bị chậm nói bình thường thôi, rồi sau đó mình mới đi về Việt Nam được 4 tháng mấy, thì về lúc về Việt Nam á thì bên mình hay tiếp xúc nhiều với mọi người á, mình nói nhưng mà mình vẫn giữ tiếng Pháp y nguyên để cho bé không quên tiếng Pháp, mà phải học cả 2 tiếng một lượt, và mình cũng chỉ cách cho bé đủ thứ hết, rồi sau những cái sinh hoạt và giao tiếp với những cái người Việt của mình xung quanh á, tại vì người Việt của mình á, đi đến đâu mình cũng có người để nói chuyện hết á, ai cũng tỏ ra vui vẻ nói chuyện này kia, chào hỏi cũng thân thiết hơn ha, còn bên đây thì vắng lắm cả nhà, không chơi được với ai hết trơn, nói chuyện thì chào hỏi là thôi chứ không có thân quen, không có cởi mở hơn, nên bé được cái tiếp nhận được cái sự niềm nở, với lại bé được hòa đồng hơn á cả nhà, cái đi về lại bên đây thì bé đi bác sĩ chăm nói thì ai cũng khen là nói bé có tiến triển tốt, đó là cái dạy chuyện nam giúp đỡ được con mình phần nào đó cả nhà, nên lúc đầu thì cũng lo sợ là sợ bé quên tiếng Pháp đi rồi sợ bé sẽ bị kẹt lại nữa, là bé chậm nói hơn nữa mà bé không phát triển, ai ngờ đâu là về Việt Nam rất là bổ ích, rồi sau đó tới hơn 4 tuổi 4 hơn 4 tuổi 4 tuổi là bắt đầu đi bác sĩ từ từ, nhưng mà thực chất ra là ở nhà mình cũng dạy cho bé thường xuyên, nói chuyện với bé thường xuyên, rồi mẹ chồng mình cũng dạy tiếng Pháp thường xuyên, tại vì mình biết nói tiếng Pháp nhưng mà có những từ á đúng với cái từ của nó luôn phát âm á thì mình lại không chuẩn, nên nhiều khi mình dạy cho bé cũng không được đúng chính xác lắm, nên mình rất là hài lòng khi mỗi lần mẹ chồng mình đến và đưa con về bên đó để chơi với con của mình rồi ngủ bên đó chăm lo con của mình tiếp mình, nên mình cũng hài lòng như vậy, nhưng mẹ chồng mình rất là cưng cháu á, chồng mình thì đi làm suốt chỉ có thời gian buổi tối là chồng mình có thời gian, nhưng mà cũng không có thời gian nhiều với con của mình, nên bé cũng không có học được thêm nhiều tiếng Pháp á,
Nên ngoài tiếng Việt của mình ra thì bé học tiếng Pháp từ mẹ chồng của mình. Bây giờ thì bé cũng nói chung là cũng biết nói nhiều hơn xíu. Đi học thì có cái gì thì bé về nói lại mình cũng yên tâm hơn. Hồi xưa thì mặc dù có chuyện gì ngoài trường đi nữa thì về bác cũng không có thổ lộ được cho mình nghe. Mình chỉ hỏi bé thì bé chỉ gật đầu rồi không lắc đầu vậy thôi, chứ bé không biết giải thích. Bây giờ bé biết giải thích rồi nên cũng yên tâm. Thì hôm nay thì bé cũng có đi học, bé đã lên lớp mẫu giáo 2 á, đang qua học và ở lại trường lúc đến 3 giờ thì bé ăn cơm ở trường luôn. Và hoạt động của trường sau 3 giờ, tại vì tuổi của bé bây giờ là không có ngủ trưa như ngày xưa. Nên có chuyện gì mình về là mình thấy không ổn là mình hỏi bé liền. Như dạng hơn hôm nay là nó đi đến trường đi học mà bị tụi bạn khác ăn hiếp đó nha. Nó nói là bạn của nó quằn mặt nó đó, tại mình về nhà là mình thấy cái mặt nó bị chạy đó, mình mới hỏi đó, là tại sao con bị chạy vậy. Thì nó mới kể là cái tên của một cái cậu bé ở trường ở chung với nó, quạo nó kể thấy tội lắm cả nhà. Mình nhiều khi mình thấy vậy mình cũng xót xót, tại vì mỗi lần mà mình đi học thì không sao, còn mẹ chồng mình đưa đi học, mẹ chồng mình hay để ý lắm, hay trốn ở góc nào đó để nhìn sang quan sát cả nhà, tại vì ở trường nó có những cái tấm kính cửa sổ mình có thể nhìn thấu qua được á, nên mẹ chồng mình cũng hay trốn xung quanh đó để xem coi cái tình hình con mình đi đến trường á có tốt không, có ổn không, những đứa trẻ khác có chơi chung với con của mình không, hay là ăn hiếp con của mình này kia nọ, rồi xem cô giáo có chăm sóc kỹ con mình không, hay là bỏ thờ ơ này kia. Nói chung mẹ chồng mình là quan tâm đủ thứ hết đó, quan tâm rất là kỹ con cháu của mình. Nên mẹ chồng mình có những cái câu chuyện mà kể khi nhìn lén qua trường á, nghe rất là sốt ruột đó nha. Giả sử như là thấy cô giáo mà chăm lo đứa trẻ mà thấy con mình nó ở một góc một, nó chơi một mình, rồi ít có lời hỏi han quan tâm, cái đó thì mình thấy cái đó là bình thường thôi, tại vì một người cô giáo mà chăm tới 12 đứa học sinh, với lại ở nhà mình thì con ruột của mình thì mình chăm lo chu đáo rồi, đúng rồi, còn họ thì họ phải chăm 12 đứa nên họ không thể nào mà chu đáo riêng cho một đứa được, cái đó mình hiểu công việc của họ. Nhưng mà thời gian dần dần trôi qua thì mình thấy con mình có nhiều chuyện xảy ra, như giả sử như mỗi lần thay tã cho cháu á, là mình thấy đi về là bé có những cái vết lằn ở trên đùi ở cả nhà, giống như là khi mà thay tã đó thì bé không thích như dạng như bé ngại ngùng, cái sợ cái dạng giống như là bé mắc cỡ gì khi cho người khác thấy bé đi vệ sinh ở trong cái tã đó, rồi không không muốn cho người khác thấy, ngại ngùng này kia nọ mắc cỡ đó nha, nên bé cũng sợ đi, nên bé không muốn để cho làm. Rồi chắc có thể người ta thay tã xong rồi cái người ta cảm thấy khó chịu, người ta quạo lên, rồi người ta lỡ làm chạy hay sao đó, quạo lên bước đùi luôn á cả nhà, nguyên một đường luôn á, chứ không phải là bé bị hâm đít, là hâm đít là nó hơi đỏ đỏ đốm đốm không, còn này là quào nguyên một lần chạy như vậy xuống thì là ngay bắp đùi luôn, chứ không phải là ngay đít của bé. Nên mình cũng có gọi điện tới nhưng mà người ta nói là không phải, họ nói là do cái lần cái dây của cái tã nó dướng vào nên bé bị chạy thôi, nhưng mình nghĩ không phải vậy. Nhưng từ từ dần dần người ta mình nói thôi kệ đi, bây giờ kệ, cho bé tiếp thu từ từ, chắc có thể con mình á, cái tính của bé cũng hay cọc giống cha của bé đó, là chồng của mình, nên cũng có thể nhiều khi nó không nghe lời cô giáo thì sao đó, rồi cô giáo mới bực lên người lỡ làm chày, chứ không phải là ý muốn. Rồi mình thấy vậy thôi, để cho bé đi học từ từ không sao. Thì bé đi học ở trong trường từ từ cũng thấy có phát triển tốt, ai cũng khen bé là hiền nè, nhạy bén trong mọi cái việc học, cũng như là nó như là bé thông minh đó, bé tiếp thu tốt, tiếp thu nhanh, bé rất hiền, rất bình tĩnh, rất trầm tĩnh so với những đứa trẻ khác. Mà
Mình thấy hiện tại bây giờ thì hình như là bé vẫn còn bị tụi bạn chơi mà dạng giống như là không chơi với mình mà chơi nhóm riêng á, thấy tội lắm cả nhà. Mẹ chồng mình đưa bé đi học, tại vì bây giờ là trời lạnh nên mẹ chồng đưa bé đi học và cũng có đứng qua cửa sổ để xem coi tình hình như thế nào á. Thì khi mà bé đến gần ngay chân chỗ cái bàn chơi của những đứa trẻ khác á thì bị những đứa trẻ khác đuổi đi ra chỗ khác, rồi bé cũng không biết phải làm sao, bé cũng nhìn xung quanh thấy mọi người chơi rồi cũng đi kiếm một cái chỗ riêng đó, chỗ rồi trống đó thì bé lên ngồi là chơi thôi. Tại vì trong cái đó chỗ phòng chơi là nó có bốn năm bàn đó, rồi tụi trẻ sẽ tụm nhau đó rồi chung một bàn để mà chơi, nhưng mà những đứa trẻ khác thì nó không muốn con mình nhập chung đó, nên mẹ chồng mình thấy sốc luôn, với dạng giống như mình nhìn thấy cái cảnh gì đau lòng ở cả nhà. Rồi mới nói chuyện với cô giáo thì cô giáo mới la những đứa trẻ khác rồi cho con của mình vào. Nhưng mà hôm nay con của mình nó đi học á, thì nó bị người ta vào chạy rồi nó về nó không nói, mình phát hiện ra mình hỏi thì nó mới nói, nó mới kể cho mình nghe. Thì mẹ chồng mình mới lập tức đi lại trường học á, nói chuyện với cô giáo. Thì cô giáo cũng nói, thì cô giáo cũng có la rồi, nhưng mà tại vì tụi nhỏ bây giờ không biết tại sao mà nó hay bị hiếu động á cả nhà, dạng giống như là nó hay nổi quá cáu hay quạo lên rồi chơi chung nhau hay hay quánh lộn với nhau á. Cô giáo nói là kể cả con gái luôn cũng vậy nữa, bây giờ biết sao mà tụi nhỏ nó như thế đấy. Thì nghe thì nghe thôi, nói vậy thôi chứ mình cũng thấy xót không, ai con ai mà sinh ra mà không thấy xót khi thấy con mình bị vết thương hay bị chạy kia nọ, cũng thấy tội lắm cả nhà. Nhưng mà bé phải đi học thôi chứ không đâu ở nhà hoài được. Nhưng sau này mình đi học lái xe xong mình sẽ cho bé đi học trường xa hơn, tại vì cũng có những cái trường khác xa hơn nghe nói cũng tốt, nhưng mà phải cần có xe để chở bé đi, dù sao cũng đi xa lắm cả nhà. Nên mình cố gắng học lái xe để có thể tự lái xe đưa con mình đi học. Rồi cái quá trình đi học thì mình không có trả tiền cho nhà trường, cái đó là nhà nước họ họ cho mình đi học miễn phí hoàn toàn, chỉ có sắm cho bé quần áo giày dép, mà những cái như đi học thì cho bé đem theo cái khăn giấy để khi mỗi khi bé sổ mũi, hoặc là có cái khăn để lau tay khi những bé chơi những cái trò chơi pha màu á, cho bé lau tay ở trường, và có quần áo để ở trường để khi mà cái dạng giống như bé bất thình lình bị tiểu trong quần hay là toilet mà không kịp á thì có thể quần áo thì cô giáo có thể la thay cho mà thay cho bé luôn đó. Đó cái là đi học mẫu giáo là như vậy. Và hiện tại bây giờ thì con của mình nhạy bén trong cái việc học nên ai cũng khen bé thông minh, nhưng mà vẫn còn mình cảm giác giống như vẫn còn kỳ thị cả nhà. Con của mình like nhưng mà thầy hình như là ở bên đây người ta thấy like like nhưng mà người ta ít có chơi chung lắm cả nhà. Nếu mà biết nói chuyện gành á mà có dạng giống như là học giỏi thì chắc có thể nhiều bạn đến chơi chung, chứ bây giờ bé còn bé quá nên tình hình là chơi với những trẻ khác thì hơi khó tiếp nhận á cả nhà, nên còn nhiều khi thấy tội nghiệp lắm cả nhà. Bởi vì đâu phải mà nói đẻ con ở bên xứ người, đẻ con lai tây thì đẹp, ai cũng khen đẹp hết trơn ở Việt Nam, kể cả ở đây ai cũng khen con đẹp hết trơn á, nhưng mà khi đi học thì bị những đứa trẻ khác ăn hiếp ở nhà. Mình ở nhà thì mình không biết, mình mỗi lần mà ở đâu mà các anh chị em nào mà có con mà gửi đi nhà trẻ đó thì đi lại trường thì mình cũng muốn hỏi thăm cái tình hình của con mình nó học như thế nào ở trường, thì chẳng ai mà khai thiệt hết trơn cả nhà. Họ luôn cứ nói là bé rất ngoan, bé rất tốt, ăn uống đầy đủ, bé tự đi toilet, bé rất là ngoan, này kia nọ. Nhưng mà thực chất chưa phải là vậy, không phải đúng là vậy. Họ chỉ nói để cho họ bên vực cái nghề của họ, để họ che đậy cho cái trường học của họ là luôn tốt đẹp với cả nhà. Thì mình nghe thì mình chỉ là một phụ huynh nghe lại lời cô giáo truyền lại là con của mình như vậy. Nếu mà con của mình nó chưa biết nói thì mình chấp nhận, mình nghe mình biết vậy thôi, chứ mình không có biết sự thật như thế nào.
trừ khi mà các bạn trốn ở sau lưng trường nó đó, mà mình thấy được ở trong đó là lúc đó mình mới biết sự việc như thế nào. Bởi vậy mình đành phải chịu, đối với các trường học nào cũng vậy thôi. Nếu mà mình thấy trước mặt thì mình sẽ tin, còn mình không thấy trước mặt người ta nói gì thì mình cũng phải chấp nhận, mình hiểu nó là như vậy thôi. Nên bên đây đi học thì tụi nhỏ có nhiều chuyện lắm đó nha, không phải dễ dàng gì đâu. Mình là một người Việt Nam mà sinh con ra thấy hoàn cảnh vậy cũng thấy đau lòng lắm đó nha. Nên con mình giả sử như các bạn mà ở Việt Nam đẻ con ra sinh ở Việt Nam á, thì tụi nhỏ là những người Việt Nam, tụi nhỏ nó còn chơi với nhau, còn nói chuyện với nhau được, còn con mình nó chưa có rành mấy tiếng á. Nên nhiều khi thứ nhất là nó kỳ thị là con mình lai châu Á đó, rồi nó kỳ thị. Thứ hai nữa là con mình có không biết nói chuyện tiếng gành đó. Rồi thứ ba nữa là con mình nó nhát quá, nó hay bị hay khóc đó, nên nó dễ bị người khác ăn hiếp ở cả nhà. Đó là ba yếu tố mà mình luôn luôn sợ bé đi học bị ăn hiếp ở trường mà mình không biết, mình không hay. Với lại mỗi khi mà đi ra ngoài chẳng hạn, con mình có ăn hiếp đi nữa, có đi với mẹ chồng thì mẹ chồng hoặc là mình hay là cả chồng mình cũng vậy, nếu có ai ăn hiếp là mẹ chồng ra bên vực hết trơn. Nhưng mà hai vợ chồng mình thì hiền, dạng giống như là đi ra ngoài mà có cái gì đó gặp người khác là người ta bụp liền á. Còn hai vợ chồng mình thì bình tĩnh, nói chuyện đàng hoàng lịch sự, chứ không có muốn gây gổ lớn tiếng như những người khác. Tại hai chồng mình chắc là hay hiền quá nên dễ bị ăn hiếp đó cả nhà. Không biết cả nhà có thấy Lan nói chuyện hiền không ha, nhưng mà thật sự là Lan sợ làm đau người khác đó. Nên không có dám chửi người ta. Không phải là sợ người ta chửi lại mình hay quýnh lại mình, cũng có sợ người chửi người ta chửi lại mình như quýnh lại mình. Nhưng mà bây giờ Lan nghĩ là mình làm vậy để chi, phải không? Người ta nói khẩu miệng là khẩu nghiệp đó, nên mình bớt nói lại, mình bớt dùng những từ thô tục lại chửi mắng người khác để mình còn thể đứt lại sau này ha. Bởi vì bây giờ nếu mà ai xem kênh của Lan yêu thích thì ủng hộ cho Lan, còn xem kênh Lan không thích thì thôi nha, đừng có bình luận chửi hay la Lan gì hết nha. Mà dù có đi nữa thì Lan cũng không có phải đối phó lại làm gì, đúng không? Đó là miệng đời mà ai cũng nói được hết trơn á, nên Lan sẽ chấp nhận hết tất cả, thì cứ cho qua đi rồi mình sẽ cảm thấy yên ổn trong tâm của mình thôi. Đó là Lan học cách tĩnh tâm theo kiểu kinh Phật ở cả nhà. Mỗi lúc mà bị stress là Lan lướt qua những cái kinh Phật mà để nghe, để giảng về những cái câu chuyện hay ở đời đó, nên nghe mình thấy hay lắm cả nhà. Nên mình cảm thấy mình sống sao mà cho đúng, mình sống sao mình cảm thấy là không hại người khác, đúng với lòng của mình đó. Sống đúng chính con người của mình thôi, mình đừng có hay làm hại người khác làm gì, đúng không? Bởi vậy cả nhà cứ vui vẻ mà đón nhận những cái gì đến với mình, coi như cái đó là số phận của mình đi. Và hãy để cho mọi chuyện được êm xuôi, chứ đừng có làm cho lớn quá, chuyện cũng không tốt nghe nha. Hãy sống, cứ sống bình tĩnh, trầm lặng đi, sống cho cuộc sống nó thanh thản bình yên đi, cho qua cuộc đời ha cả nhà. Mình chúc cả nhà một ngày thật vui, một ngày cuối tuần đầy vui vẻ, hạnh phúc, đi chơi vui vẻ nha cả nhà. Nhớ và like, đăng ký luôn, ủng hộ của kênh Lan thật nhiều nha. Mình rất là cảm ơn cả nhà luôn. Mình sẽ cố gắng phấn đấu để đi chung con đường với cả nhà phát triển thành công nha. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà lần tới video chia sẻ. Nhớ đón xem video mới của Lan nha. Thank you.